Alo, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta lại quay lại với series ha. Lần này ở clip trước thì chúng ta đã làm cái nhặt máu bằng cách là nếu mà đi qua cái bình này thì nó sẽ tăng máu của chúng ta. Nhưng mà ví dụ bây giờ chúng ta không muốn đi qua nó nhặt mà chúng ta muốn là tương tác với nó thì chúng ta làm sao? Hôm nay mình tiện thể luôn sẽ hướng dẫn một phương pháp rất là phổ biến trong trong làm game, đó là line trace, tức là các bạn sẽ bắn một cái tia ảo, một tia không có thực ra, một tia ảo ra giống dạng một tia laser, và nó khi mà nó va chạm với vật thể nào trong thế giới thì nó sẽ trả lại các giá trị mà nó nhận được từ vật thể đó. Đây, lần trước mình làm là bình bình máu ha, lần này mình sẽ làm bình stamina. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bình mới, đặt tên nó là Actor BB Stamina Potion. Mình làm y chang bình kia luôn ha. Bình kia mình làm như thế nào, có cái gì thì mình sẽ thêm vào đó. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ không dùng cái box này nữa, tại vì chúng ta không có sử dụng cách là đi qua để ăn nó, nên là chúng ta không cần cái collision để chúng ta kiểm tra. Chúng ta chỉ cần cái mesh thôi, static mesh. Đây trước mình đã up cho các bạn một cái mesh ha. À, chúng ta dùng một bình khác đi, chúng ta lấy bình này chẳng hạn. Giờ nó chưa có texture cho nó thì chúng ta có thể tạo texture của chúng ta. Đây, chúng ta tạo một cái mới, create material instance ha, stamina potion. Ta đè lên cái texture cũ, lấy màu xanh đi. Đó, save, đó là stamina potion. Ok, chúng ta chọn mesh, chọn bên này. Nó hơi bị lệch so với cái này ha, thì cách đơn giản nhất là các bạn kéo này lên để các bạn biến nó thành root luôn, thì nó sẽ đi theo tọa độ của cái này. Ok, nhưng mà trước đó thì chúng ta phải kiểm tra xem nó đã có collision chưa, bằng cách là đớp mở cái static mesh lên. Ở đây có cái một collision nè, ấn cái symbol. Ok, nó đã có cho chúng ta rồi ha, bắt buộc phải có collision thì nó mới phát hiện ra, nó mới kiểm tra được va chạm. Ở trước thì chúng ta là có một cái hàm gọi là on carbon begin overlap, là khi chúng ta đi qua cái vật thể này thì nó sẽ là thực hiện một đống thao tác như là cộng máu ở đây. Bây giờ chúng ta lại muốn cộng stamina thì chúng ta làm y chang vậy thôi ha. Nhưng mà thay vào đó thì chúng ta tạo một cái function, một cái hàm. Để coi chúng ta nên tạo hàm hay là tạo hàm. Hay là increase stamina. Ok, và nó sẽ nhận input là cái thằng người chơi mà nhận stamina đó, thì chúng ta sẽ đó là player, dạng của biến là dạng của nhân vật ha, my character. Các bạn có thể là cho nó là giới hạn lại là chỉ có những thằng mà được tạo ra từ cái class này mới nhận được, hoặc không thì các bạn để nó luôn là character luôn, là cái class khác trên luôn ha, tức là bất cứ class nào mà là nhân vật thì đều nhận được. Nhưng đây thì mình có thể dùng chỉ class này thôi, PB my character. Ok, sau đó chúng ta sẽ tăng tăng sẽ lấy controller của nó. Tại vì máu stamina chúng ta, các bạn nhớ là chúng ta để nó trong controller chứ chúng ta không để trong character ha. Nhưng mà cái controller để nó trả vào controller. Chúng ta cast to my player controller. Rồi, làm y chang này luôn. Nếu như get current stamina, nếu như stamina bé hơn 100, bé hơn max stamina
Ở đây chúng ta để có một cái biến max stamina. Biến max stamina. Max stamina. Nếu như mà nó true thì chúng ta sẽ cộng stamina cho nó. Điểm này chúng ta kéo ở đây. Set current stamina. Bằng cách là cộng vô get current stamina cộng với một con số nào đó các bạn tùy chọn. Mình tạo một biến để chúng ta có thể thay đổi dễ dàng, dạng là float stamina increase. Ở đây mình cho nó là 20 đi, rồi kéo vô rất là đơn giản. Sau đó thì chúng ta phải claim nó lại như đây ha, để tránh trường hợp là stamina của chúng ta vượt quá cái giá trị tối đa của nó. Thì trước khi quăng như đây thì chúng ta có thể làm một phép claim. Claim này. Float là giá trị nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là max stamina. Get max stamina. Kéo vào đây. Sao? Bây giờ chúng ta qua thằng nhân vật chính ha. Đây là nơi nó sẽ kiểm soát những cái hành động từ bàn phím của chúng ta, chuột bàn phím gì đó. Chúng ta tạo một cái nút mới là action mapping. Đây nó không có sử dụng đến trục. Ta sẽ đặt tên là interact. Và thông thường thì nút mà ta hay dùng có thể là chữ E. Các bạn dùng nút nào cũng được. Mình thì mình dùng E. Ok, save. Vào mang cho nó tờ. Và chúng ta gọi vô interact. Nó sẽ ra action event. À, và chúng mình bắt đầu mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái hàm rất là phổ biến và quan trọng trong Unreal. Nó gọi là line trace by channel. Căn bản cái này thì nó sẽ bắn ra một cái tia ha, một cái đường thẳng từ một điểm nào đó và kết thúc tại một điểm nào đó. Và nếu như nó va chạm với bất cứ điểm nào trong quá trình nó phát ra thì nó sẽ trả lại một cấu trúc gọi là hit result. Trong hit result này nó có rất nhiều thứ. Trước tiên thì chúng ta nối nó vào chưa? Điểm xuất phát là từ đâu? Điểm xuất phát có thể nhiều chỗ ha. Có thể là xuất phát từ chính người chúng ta, hoặc đơn giản nhất trong trường hợp này chúng ta sẽ cho nó xuất phát từ camera nhìn của chúng ta ha, tức là cái hướng chúng ta đang nhìn á. Thì có nhiều cách chúng ta có thể, nhưng mà cách đây mình xuống nhận các bạn là các bạn lấy cái camera này, gọi get component location hoặc get world location đó, nó trả lại vị trí của camera trong thế giới. Nối vô điểm kết thúc ở đâu? Điểm kết thúc chính là điểm từ camera, từ cái vị trí camera thẳng, một đường thẳng phía trước mặt của nó, tức là hướng ngay cái hướng ta nhìn đó. Thì các bạn có thể lấy nha, get forward vector như này. Get forward vector thì nó sẽ trả là vector mang hướng, vector hướng chỉ có giá trị từ 0 tới 1 ha, không bao giờ lớn hơn nó. Và nó sẽ cho biết chúng ta là cái hướng phía trước là hướng nào. Sau đó chúng ta có thể nhân với một float. Giá trị flow trong đây chính là cái khoảng cách tối đa ha. Ví dụ các bạn muốn một cái độ dài của cái đường đi đó là 150 cm thì các bạn gõ vô là 150 ha. Nếu như là một càng lớn này thì các bạn cứ để lớn thôi, mình để 1000. Sau đó thì chúng ta phải cộng vô vector xuất phát thì nó mới ra được vector cái nguyên cái vector kết thúc nha. Nếu không thì nó chỉ là cái đường thẳng không có điểm, không rõ điểm xuất phát là ở đâu. Bạn nối vô như này. À, đây là một cái cách rất là thông thường ha. Xuất phát điểm là chính là từ cái camera và kết thúc là từ cái điểm kết thúc là chính là cái điểm mà cách camera đó một khoảng là 1000 cm. Ở đây có trace channel có hai cái thể loại, một cái là camera tức là
trade chỉ chúng ta trade vì chúng ta trade dựa trên cái độ tồn tại của nó trong thế giới, hay là chúng ta trade chỉ dựa trên rằng khi chúng ta thấy nó. Các bạn có thể hiểu là ngay cả visibility, tức là ngay cả khi cái vật thể đó không xuất hiện trên màn hình các bạn, hay là các bạn không thấy nó, thì nó vẫn trả lại cái kết quả là nhận được va chạm. Nếu như các bạn chọn camera thì nó chỉ trả lại khi mà thật sự cái vật thể đó đang nằm hiện hữu trên màn hình các bạn thôi ha. Trace complex là nếu như các bạn tích vô trace complex thì nó sẽ trace kỹ càng hơn. Tức là ví dụ như một nhân vật thì nó có hai dạng collision là sim đơn giản với lại phức tạp. Thì nếu nếu như mà đơn giản thì nó chỉ trace đơn giản thôi, còn phức tạp thì nếu chẳng hạn như người chơi các bạn muốn trace cụ thể rằng là nó dính vào bộ phận nào của con người, ví dụ như tim, đầu, chân, tay các thứ, thì chúng ta chọn trace complex. Đây là actors to ignore, tức là những cái vật thể nào mà không không bỏ qua, không 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 có dính. Draw debug type là nó sẽ vẽ ra một cái đường thẳng ha, có thể là một frame, một khoảng thời gian nhất định hoặc là vĩnh viễn. No cell là bỏ qua chúng ta, tức là nó không có dính với chúng ta ha. Vậy có màu màu sắc của cái đường đó, hit màu gì và thời gian. Này mình để one, mình để for duration là 5 giây. Ok. Return value đây chính là giá trị để cho biết chúng ta có dính cái gì không ha. Và đây là cái cấu trúc của nó sau khi dính. Các bạn kéo từ đây ra, các bạn break hit result ra, nó ra rất nhiều thứ. Blocking hit nè. True if there was a blocking hit, tức là nếu dính cái gì đó. Thời gian nó dính nè. Khoảng cách, vị trí dính, bla rất nhiều thứ. Ở đây chúng ta chỉ quan tâm tới hit actor ha, tức là cái thằng mà nó dính, cái vật thể mà nó dính. Để biết được rằng là liệu cái vật thể đó có phải là cái bình stamina không, chúng ta phải cast vô, cast to hit cast to stamina potion. Nói vô. Mà nếu như mà đúng là cái bình đó thì chúng ta sẽ gọi cái hàm mà nãy chúng ta tạo ở đây, đó là increase stamina ha. Increase stamina. Cái hàm này nó gọi nó cần một biến nhận là nhân vật mà cần tăng máu. Ở trong trường hợp này chính là chúng ta, thì chúng ta chỉ cần get reference to self. Đây. Nối vô. Vậy là xong. Và bây giờ chúng ta thử save lại trước. Giờ chúng ta thử thả cái bình kia vô thế giới. Rồi. Bây giờ chúng ta đi nè. Thử bắn ra. Thì chạy một mau đi. Có vẻ như là chúng ta không thấy cái không thấy cái không thấy cái tia ở đâu hết hả? Có thể là do chúng ta bắn ra nó sai. Chúng ta có thể kéo dài này lên. Là persistent đi để chúng ta có thể dễ nhìn hơn. À, các bạn thấy nó là bắn tia rồi ha, bắn từ camera. Nhưng mà đằng này nó lại bắn, nó bắn xuống đất. Đúng rồi, nó bắn xuống đất. Bạn thấy ha, là nó dính rồi đúng không? Đó, nếu như mà nó ra cái màu xanh đó tức là đã dính rồi. Mà bây giờ nó chưa biến mất, mà chúng ta chưa thấy được cái hiệu ứng của nó, thì trong đây chúng ta sẽ cho thêm một cái hàm, đó là hủy diệt nó khi mà khi mà nó đã được nhận. Bây giờ làm lại, chúng ta chạy một vòng cho nó mất stamina đi. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu là nhận nè. Đó, các bạn thấy là nó đã mất rồi ha, và stamina của chúng ta rõ ràng là tăng lên. Nó rất là hay. Và ngoài ra nó còn có nhiều chức năng khác nữa, các bạn có thể tự suy nghĩ. Ví dụ như khi mà làm game bắn súng chẳng hạn, thì đây cũng là một cách để làm ra đường đạn bắn của chúng ta, thay vì chúng ta bắn những cái viên đạn ra thật ha. Hay là chúng ta có thể dùng nó để phát hiện rằng là có thể liệu chúng ta có đang gần mục tiêu không, chúng ta có đang gần gần một vật thể nào đó không mà nguy hiểm không, để sau đó chúng ta thực thi những hành động khác. À, các bạn, đây là coi như là chúng ta đã xong được cái line trace này ha.
Thì nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể để ở lại ở video ở comment phía dưới và mình sẽ cover ở video sau. Trước đó có một bạn hỏi mình là bây giờ làm tăng máu như thế nào, thì mình nói luôn là chúng ta làm rất là dễ. Ở đây thì chúng ta có một cái hàm là có một tăng stamina như nào. Ở đây chúng ta một cái hàm là giảm stamina rồi, thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn tăng stamina khi mà chúng ta ngừng chạy thì chúng ta chỉ cần làm một cái cổng khác như thế này thôi. Gate open là khi mà chúng ta thả nút chạy ra, thế thôi. Và làm tương tự như vậy ở đây, trừ chúng ta làm lại cộng vậy thôi ha, không có gì hết. À, xin lỗi các bạn, giờ này mình bận quá nên là cái clip mình làm nó cũng hơi ra hơi lâu, nhưng mà mình sẽ ráng ra đều đều hàng tuần. Các bạn nếu mà muốn một cái chức năng gì đó thú vị thì các bạn cứ comment ở dưới thì mình sẽ cố gắng làm cho các bạn coi ha. À, cảm ơn các bạn theo dõi.